tôi đi học lung tung đấy, mấy chỗ thì vào chả đâu vừa ấy. Khi mà làm việc thì công việc của mình là bán hàng thôi. Em vừa bán hàng cho công ty, vừa làm hàng ngoài. Thế thì lúc đấy thì cũng không có bạn bè nào chia sẻ nữa, nhưng em vô tình biết được đó là cái lĩnh vực về coin. Thì một năm làm việc từ đầu tháng đầu 2017 đến cuối năm 2017 thì được một số tiền và mất hết vào coin. Em giao dịch rất là nhiều, có khi ngày vào 4-5 lệnh bình thường, nhưng mà vào thì đánh tôi cảm thấy có thể là cái giảm đoán kiểu thế, cũng có lúc được, lúc không được, nhưng mà được thì mình không biết, và sẽ thể cho là may hoặc là thua thì mình cho là đen, cứ kiểu như thế. Khi mọi người thực chiến ấy, sẽ có rất nhiều cái điều mà mọi người sẽ thắc mắc, và đôi khi là biết hỏi đâu, nhiều khi là ngay lúc đấy mình cần cái câu trả lời nhanh thì không có được câu trả lời. Thế nhưng mà cứ giữ lại tất cả câu hỏi đấy, và chắc chắn một điều là trong những khóa học sau, càng học ví dụ như K7 học lên K8 là em đã thấy quá nhiều thứ giải thích được những cái thắc mắc của mình, và khi mới mỗi một lần mà giải thích những thắc mắc đấy thì mình lại sáng tỏ rất nhiều điều đó. Khi đến gặp bữa lần đầu tiên là chia sẻ là nuôi ngay ý chí của theo ông thầy để đi học rồi. Đặc biệt là tôi bảo là cho con cái thì theo phải học ông thầy dạy cho ý chí nghị lực, phẩm chất đạo đức của con người, nhiều cái vô cùng quý giá. Bởi vì cái giá trị của từng buổi giảng, mỗi một lần mà bước lại mà nghe thầy chia sẻ với mọi người, với các cái lớp ở thành phố Hồ Chí Minh đều có một cái mới mẻ, luôn luôn là mới mẻ. Và những cái nội dung rất là ý nghĩa. Sau cái khóa này thì em thấy cảm giác là kế hoạch của mình nó cũng rõ ràng hơn cái kế hoạch của tháng trước. Và thứ hai là mình cũng vỡ ra rất là nhiều cái điều và mình tin là với cái khả năng của mình cũng như hỗ trợ từ đồng đội, từ thầy và từ đi bốc kim thì cái thời gian để mà trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này với mình chắc nó ngắn hơn về làm ăn rất nhiều, nên mình tin là mình cũng có thể là chia sẻ với nhiều người cái cách như thế thôi, để chúng ta yên tâm đi cùng nhau hơn. Mình nghĩ là như thế. Nhờ may mắn đó thì xem video trên YouTube của thầy á, đến độ mà ghiền, độ mà coi một phép coi hết luôn, coi tới gần tới sáng. Bắt đầu đi tới có những cái lớp giới thiệu của thầy những ngày chủ nhật đi khoảng 2-3 lần. Mỗi lần đi chỉ có một ngày chủ nhật khoảng 12 giờ đồng hồ thôi, nhưng mà chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức hay. Chia sẻ mọi người đây là cái kết quả để mọi người lấy động lực. Khả năng em còn 60 đô nữa lên vòng 3 rồi. Rất tuyệt vời, chỉ có 3 ngày trước cái chạy của mình phải mất 3 đô đấy. Sao đi vòng 3 rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.